Tóm tắt tiểu sử. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày sinh 14/10/1965, nữ, nam dân tộc, Kinh. Quê quán, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Thành phần gia đình, công nhân. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng, học sinh tốt nghiệp phát thanh truyền hình. Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức, tháng 8 năm 1978. Ngày nhập ngũ, tháng 8 năm 1978. Ngày vào đảng, ngày 4 tháng 12 năm 1982. Ngày chính thức, ngày 4 tháng 6 năm 1984. Trình độ được đào tạo: giáo dục phổ thông 10/10, học hàm, học vị, tiến sĩ khoa học quân sự, lý luận chính trị, cao cấp. Ngoại ngữ, tiếng Anh, bằng C. Khen thưởng: huân chương quân công hạng nhất, huân chương chiến công hạng nhất, 02 huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3, huân chương hữu nghị hạng Mohasirevot, nhà nước Campuchia tặng, huân chương Isana, nhà nước Lào tặng, huy chương quân kỳ quyết thắng, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Đại biểu Quốc hội khóa 15. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tóm tắt quá trình công tác: tháng 8 năm 1978, tháng 11 năm 1979. Binh nhì, binh nhất, chiến sĩ tiểu đoàn 4, trung đoàn 677, sư đoàn 346, chiến đấu tại tỉnh Cao Bằng. Tháng 12 năm 1979, tháng 4 năm 1980. Binh nhất, chiến sĩ ôn văn hóa tại trường văn hóa quân khu 1. Tháng 5 năm 1980, tháng 8 năm 1983. Đảng viên, tháng 12 năm 1982, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, học viên trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật tăng. Tháng 9 năm 1983, tháng 9 năm 1984. Trung úy, trung đội trưởng đại đội 3, tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Tháng 10 năm 1984, tháng 4 năm 1986. Chi ủy viên, trung úy, thượng úy, tháng 6 năm 1985, đại đội phó kỹ thuật đại đội 1, tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Tháng 5 năm 1986, tháng 3 năm 1989, phó bí thư chi bộ, đại úy, tháng 6 năm 1988, đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Tháng 4 năm 1989, tháng 8 năm 1990. Đảng ủy viên tiểu đoàn, đại úy, phó tiểu đoàn trưởng, tham mưu trưởng, tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Tháng 9 năm 1990, tháng 9 năm 1993. Đại úy, thiếu tá, tháng 7 năm 1992, học viên đào tạo Học viện Lục quân. Tháng 10 năm 1993, tháng 3 năm 1996. Thiếu tá, trợ lý phòng tham mưu, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Tháng 4 năm 1996, tháng 8 năm 1997. Thiếu tá, trung tá, tháng 8 năm 1997, phó tham mưu trưởng trung đoàn 141, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Tháng 9 năm 1997, tháng 11 năm 1999. Đảng ủy viên trung đoàn, trung tá, phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn 209, sư đoàn 312, quân đoàn 1/10/1998, tháng 6 năm 1999, học viên đào tạo Đại học Đại Cương, Học viện Hậu cần. Tháng 12 năm 1999, tháng 7 năm 2001. Phó bí thư Đảng ủy trung đoàn, trung tá, trung đoàn trưởng trung đoàn 209, sư đoàn 312,
Quân đoàn 1. Tháng 8 năm 2001, tháng 5 năm 2003. Trung tá, thượng tá, tháng 9 năm 2001, Phó tham mưu trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1, 9, 2001-7, 2002, học viên đào tạo sư đoàn trưởng, học viện lục quân. Tháng 6 năm 2003, tháng 10 năm 2003. Đảng ủy viên sư đoàn, thượng tá, phó sư đoàn trưởng, tham mưu trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1. Tháng 11 năm 2003, tháng 7 năm 2008, phó bí thư đảng ủy sư đoàn, thượng tá, đại tá, tháng 9 năm 2005, sư đoàn trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1, tháng 9 năm 2006, tháng 8 năm 2007, học viên lớp đào tạo chiến dịch, chiến lược, học viện quốc phòng. Tháng 8 năm 2008, tháng 1 năm 2009. Đảng ủy viên quân đoàn, đại tá, phó tư lệnh quân sự quân đoàn 1. Tháng 2 năm 2009, tháng 5 năm 2010. Đảng ủy viên quân đoàn, đại tá, phó tư lệnh, tham mưu trưởng quân đoàn 1. Tháng 6 năm 2010, tháng 9 năm 2011. Phó bí thư đảng ủy quân đoàn, đại tá, thiếu tướng, tháng 8 năm 2010, tư lệnh quân đoàn 1, 9, 2007, 12, 2011, nghiên cứu sinh, học viện quốc phòng. Tháng 10 năm 2011, tháng 2 năm 2014. Bí thư đảng ủy BTTM, cơ quan BQP, thiếu tướng, trung tướng, tháng 9 năm 2013, phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 3 năm 2014, tháng 3 năm 2016. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1, 02, 6, 2014, học viên dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 4, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 2016, tháng 5 năm 2016. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 5 năm 2016, nay. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Thượng tướng, tháng 9 năm 2017, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, đồng chí được bầu tái cử Ban chấp hành Trung ương và được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa 13. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Đại tướng, tháng 7 năm 2021. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Cảm ơn bạn đã xem kênh Tiểu sử Ngôi sao. Đừng quên ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh Tiểu sử Ngôi sao nhé.